VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. 12 triệu nên chọn dàn karaoke nào? Vâng, không phải bất cứ gia đình nào cũng có đủ kinh phí để tạo cho mình những dàn karaoke đắt đỏ. Đến với VDA của chúng tôi, các bạn sẽ có nhiều phân khúc để lựa chọn, từ cao cấp, tầm trung đến giá rẻ. Và dù ở phân khúc nào đi nữa, VDA luôn chú trọng một nguyên tắc phối ghép chuẩn nhất. Ở video lần này, chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết 12 triệu nên chọn dàn karaoke nào. Đầu KTV Karaoke Wi-Fi SK8830 là chiếc đầu karaoke thông minh tự phát Wi-Fi kết nối không dây đến từ thương hiệu nổi tiếng Agnos, được nhận được phản hồi tích cực từ nhiều khách hàng khi sở hữu các tính năng nổi bật sau: sở hữu nhạc KTV MIDI cho số lượng bài hát nhiều nhất, sở hữu SAM 2634 chuyên dụng giúp tái tạo âm thanh tuyệt hảo, video minh họa theo nhạc, ngõ ga HDMI cho TV LCD, khai trực đĩa cứng HDD hỗ trợ ổ cứng lên đến 2TB, đầu đọc DVD không kén đĩa, tiện lợi cho giải trí gia đình. Chọn bài hát thông minh qua app Karaoke Connect trên màn hình cảm ứng, máy tính bảng, điện thoại iOS, Android, Windows Phone. Amply Boston BA1100 la mã. Amply Karaoke có sự cải tiến mới nhất về công nghệ Digital giúp xử lý tiếng vang tốt, âm thanh thoát ra mạnh và ổn định dù ở cường độ âm thanh nhỏ hay lớn. Có công suất mạnh giúp xử lý tạp âm cực tốt, thể hiện âm thanh ở cường độ thấp cũng như cường độ cao vẫn cho tiếng ca thoát ra to, rõ. Có khả năng tách bạch âm trầm, âm trung, âm cao khiến cho các âm này khi phát ra không bị lẫn vào nhau. Sử dụng công nghệ của Mỹ, Amply Boston BA1100 la mã đạt được độ bền cao giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa. Loa Boston 351 thuộc phân khúc dòng loa giá rẻ của Boston Audio. Thế nhưng loa Boston 351 lại sở hữu những tính năng nổi bật khiến không ít khách hàng rung động. Cụ thể là công suất dù chỉ 150W một loa, nhưng đối với phòng có diện tích 15m2 trở xuống thì âm thanh rất sống động, người hát lên cao rất nhẹ nhàng. Tích hợp công nghệ cân bằng chép, mid và bass tiên tiến của Mỹ giúp các nốt cao nghe trầm ấm hơn, nốt thấp nghe thanh thoát hơn. Trang bị sẵn màng lọc chống rè nên khi lên cao đột ngột âm thanh vẫn mượt mà và không bị vỡ tiếng. Ngoài ra, VDA còn tặng cho bạn một cặp Miro Aria MI36B khi mua một dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn 2 tại tất cả các chi nhánh của VDA. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh lại các thiết bị có trong dàn karaoke tiêu chuẩn 2. 1. Đầu KTV Karaoke Wi-Fi Agnos SK8830 với giá 4.500.000 đồng. Một Amply Boston BA1100 la mã với giá 5.650.000 đồng. Một bộ loa Boston 351 với giá chỉ 3.600.000 đồng, tặng kèm 2 Miro Ariane, tổng cộng 13.750.000 đồng, nhưng giá khuyến mãi tại VDA chỉ còn 11.990.000 đồng. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong dàn karaoke tiêu chuẩn 2 của VDA. Hy vọng với dàn karaoke này, gia đình của các bạn sẽ có những phút giây thư giãn bên nhau. Nhanh tay để lại comment số điện thoại sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể và được nhận những phần quà hấp dẫn từ VDA các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.